Chào các anh chị và các thầy cô. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các thầy cô cách phân công cho từng giáo viên dạy môn nào. Thì các thầy cô và các anh chị có thể áp dụng vào những cái phần khác. Thì ở đây trước khi mình có bảng phân công như thế này thì đầu tiên là các thầy cô và các anh chị cho tôi cái khối lớp. Thì hiện tại ở đây là khối lớp là cái trường DZ nào đó, người ta sẽ có là từ khối 6 đến khối 12. Và số lớp là tương ứng với đây là số lớp của trường ITZ. Và sau đó là cái ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn, người ta sẽ phân công cái công việc phụ trách của ví dụ lục của giáo viên này. Giáo viên này là dạy môn toán của lớp nào, và người ta sẽ phân công ra công việc của từng giáo viên và dạy từng môn. Và các thầy cô chỉ cần nhập y chang như vậy. Sau khi nhập y chang như vậy thì cái bảng phân công sẽ tự ra bảng phân công ra từ khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, khối 12. Thì ở đây tôi giả sử tôi xóa lại đi nha, tôi xóa lại này. Ở đây là bảng tôi mới nháp thôi các anh chị và các thầy cô. Các anh chị và các thầy cô có thể viết thử ý của mình đi ha. Thì ở đây tôi nhấn nút run này ha, thì các thầy cô cũng nhập là khối lớp và giáo viên, và danh sách giáo viên. Và các thầy cô nhấn cái run này ha. Thì nó sẽ phân công ra bảng phân công là khối 6 này, môn gì, toán, tiết ai dạy, số A1, số 2 ai dạy, tương đương như vậy ha. Thì ở đây nó ra cho mình tất tần tật mọi thứ. Thì ở đây để viết mà cho các thầy cô hiểu nên là tôi viết rất là đơn giản và nó không có được, nó chưa được tối ưu lắm mà, nhưng mà nó rất là đơn giản để cho các thầy cô học và làm theo. Thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ phân tích từng bước một nha. Thì đầu tiên mình sẽ cái khối lớp này trước này các thầy cô. Thì ở đây cái khối lớp này nó nằm trong module 3, module 2. Cái khối lớp này thì tôi cũng ra là tôi đưa danh sách chưa duy nhất các lớp. Thì ở đây là mình sẽ khối 6 này, thì mình chạy từ khối 6 cho tới khối 12. Mà mỗi lớp thì mình sẽ có bao nhiêu khối, thì mục đích của bài này tôi muốn đưa ra mục đích của bài này là tôi muốn đưa ra khối 6A1, 6A2, 6A3. Ở đây là tôi truyền tham số vô để làm sao ta, tôi muốn là viết thành cái gì ta, cái từng phần nhỏ lẻ. Thì bây giờ các thầy cô thử nha, bây giờ tôi giả sử như tôi bỏ cái bên này, tôi bỏ cái này ra đi, từng đít ha, tôi cần về nó đi, điểm đít ha, ở đây tí xíu, tôi giả sử nha, tôi điểm một đít nha, điểm đít này, điểm này đó, tôi điểm hết tất cả đây ha. Thì ở đây tôi điểm như vậy này. Thì ở đây sau khi tôi làm như vậy này các thầy cô, thì ở đây sau khi làm xong mình sẽ bung ra, ví dụ tôi bung ra thử nha, bung ra thử cho thầy cô xem. Ở đây là danh sách khối ha, đó rồi tôi làm xong rồi tôi bung ra thử này ha. Ở đây là tôi nháp thôi nhá thầy, các thầy cô. Ở đây là sheet này là sheet sheet khối đúng không, sheet khối là tôi bỏ nó là sheet mấy ta, sheet 7 đi ha, sheet khối là sheet 6 ha, sheet khối lớp sheet 6 nha. Ở đây tôi cho bung ra tại D đi, D2 đi nha, D2. Khi mà tôi chạy này các thầy cô, chạy này đi bớt chỗ này nó sai nào. Ở đây ARR đích chứ không phải AR khối. AR đích. Ở đây là K. Ha, ở đây là K nha. Rồi tôi chạy thử nha. Rồi tôi chạy thử này. Khi tôi chạy thử là nó ra như vậy này, đó, nó ra là 6A1, khối 6, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A7. Đây là khối 6, đây là khối 6. Ha. Nè, đầu tiên là tôi chạy này ha, chạy từ 1 cho tới khối này các thầy cô. Và tôi còn đưa nó vô đích luôn đấy các thầy cô, tôi đưa vô đích luôn ha, tôi nghiện cái thằng này rồi. For g bằng 1 g tu u bao phải 2 ha. Thì ở đây nó sẽ ra là gì ta, k 1 đích đẹp này. Ở đây là nếu mà yên 1 thì nó sẽ a 6 a 1, yên 1 nha, yên 1 là 6 này, 6 a 1, tiếp tục tới 6 a 2, 6 a 3, 6 a 4, 6 a 5, 6 a 7, 6 a 6, 6 a 7. Và tương tự như vậy, sau khi 6 a 7 xong thì nó sẽ chạy cho mình là từ gì ta, 7A1, đầu tiên thử nha, F8 này. Thì đầu tiên nó sẽ y bằng 1 này, thằng A là 6A1 này. Ở đây là thằng này là 7 này, 6A1 là 7 lớp, thì nó sẽ cho mình là 6A7 này, 6A7 này, A7 nè, 6A7, 6A7 có 1 lớp ha. 6A7 có, 6A1 có 1 lớp, rồi tới 6A2, 6A3, tới 6A4, tới 6A5, tới 6A6, 6A7 ha. Thì ở đây nó ra cho mình là 6A7. Và sau khi 6A7 xong nó sẽ 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5. Và tương tự cho tới 12A5. Thì khi mà mình làm được lớp tới này xong á, thì nó sẽ ra cho mình là cái gì ta, một danh sách các lớp đó, thầy cô các thầy cô thấy chưa. Rồi danh sách các lớp này, nhưng mà do tôi muốn viết lập trình khuôn á, nên là tôi bỏ tất cả mọi thứ này lên trên này, bỏ mọi thứ lên trên này
được chưa? Thì bỏ thứ này chỗ này đi, rồi tôi bỏ này ra, rồi chỗ này tôi bỏ đi nha các thầy cô, tôi bỏ đi. Và sau khi tôi làm xong á, giả sử nha, tôi làm xong nha, giả sử là tôi muốn hàm men nha, tôi bỏ tất cả hàm men đi ha, hàm men rồi, men tất cả tôi bỏ hết đi, đừng có tính hàm men này, bỏ hết đi ha. Men đi, bỏ hàm men đi. Rồi khi mà tôi bỏ hàm men đi nha, thì ở đây á, tôi muốn gọi lại này các thầy cô, à tôi gọi lại, ví dụ tôi muốn gọi lại danh sách gì ta, danh sách lớp, nào khỏi lớp trước đi ha, bỏ khỏi lớp trước đi. Rồi bỏ này luôn đi ha, bỏ này luôn các thầy cô. Thì ở đây các thầy cô coi này ha, đầu tiên là tôi điểm đích khối này và tôi khôn cái đích khối này ra và ARR khối ở đây, đưa ARR khối nha, ARR khối này thì đưa vô và K khối là K khối từ tương đương đưa đích khối lên này, đích khối này ha, đích khối ARR khối và K khối. Và sau khi tôi làm xong, hồi nãy tôi bỏ là 6 đúng không, thì chỗ này các thầy cô thử nha, bỏ 6 nha, tôi bỏ 6 đi ha, 6 này, 6 xích 6 chấm ren ở đây là D2 ha, D2 chấm đi xa khai khối R3 này, thì sau khi tôi bỏ như thế này này, nó sẽ ra y chang lại các thầy cô đó. À, chạy thử nha, chạy thử nha, đó điểm điểm hết. Ok, ở trên đây khai báo là chỗ này bỏ đi ha, ở trên đây khai báo rồi, thì khi mà tôi sử dụng cái thằng kia, thằng khuôn á, là chỗ này tôi đã khai báo rồi nha. Rồi hàm men tôi chỉ có như đây thôi, đã tôi gọi lại cái thằng gì ta, thằng khối lớp nó ra cho tôi là như thế này đó. Ok, như vậy là cái phần này tôi đã giải quyết xong một phần là phần khối và phần danh sách lớp và danh sách giáo viên nha, danh sách giáo viên. Thì ở chỗ này tôi tạm thời là tôi không quan tâm đến khối nữa, tôi bỏ khối đi ha, bây giờ tôi quan tâm đến giáo viên này ha. Thì ở giáo viên này thì nó sẽ có cái sheet này, lọc duy nhất của giáo viên từng môn, có nghĩa là từ cái danh sách này này mình sẽ lọc ra duy nhất của tên giáo viên của dạy từng môn nào và lớp nào ha, thì mình phải cần tách ra. Thì ở chỗ này cái điểm đích này tôi cũng đưa nó bình thường, nó sẽ đợi như vậy thì đưa nó bên ngoài đi ha, đưa nó bên ngoài tự nhiên đi ha. Rồi tự nhiên về đi, đỡ lát mà từ từ xóa nha anh chị, các thầy cô điểm. Rồi ở đây tôi khai báo một cái đích này ha, AR nguồn AR đích K luôn. Thì ở đây tôi set cái đích này này, thằng giáo viên này nó là giáo viên đấy là cái danh sách 1 đúng không. Ok, lát nữa mình sửa sheet 1 nha. Thì cái chỗ này là các thầy cô, ở đây là mình chạy từ trên xuống dưới, nhưng mà chỗ này là các thầy cô, nếu mà cái chỗ này là 6A1 á, là mình đưa vô cô Ngân này dạy 6A1 là một dòng, toán cô Ngân dạy 6A2 là một dòng, cô Ngân dạy 10A1 là một dòng, cô Ngân dạy 11A1 là một dòng. Thì từ cái một dòng này mình sẽ tách ra bốn dòng đỡ rời rạc ha, mình tách ra bốn dòng đỡ rời rạc các thầy cô. Ở đây mình tách ra thì ở đây y chang như cái bài nãy đó, y chang. Thì khi mình làm xong mình muốn buông ra, ở đây các thầy cô, mình muốn buông ra nha, mình muốn buông ra các thầy cô. Thì ở chỗ này tôi giả sử tôi buông ra thử nha. Về ở đây là sheet 1 này, chấm H A, ở đây là K nha, K ở đây A rồi đích. Thì khi mà tôi buông ra như thế này này, nó sẽ từ cái bảng này này, tôi muốn buông ra tại H1 như thế này các thầy cô. Thì ở đây là tôi sử dụng là dictionary nha, đó tôi tách ra từng phần. Ở đây tôi tách ra là thằng dictionary là vừa cái gì ta, ở đây là vừa cái này lớp này, rồi lớp này, họ tên này, họ tên khối và lớp á các thầy cô. Và khi tôi chạy thử này thì các thầy cô đó tôi chạy ra này, thì nó ra 6A1 này đó, từ cái bảng này này các thầy cô, từ cái bảng này này tôi sẽ ra cô Đào Châu Ngân này, Đào Châu Ngân này dạy 6A1 này, Đài Tổng Ngân này dạy toán này 6A2 này, toán 11, toán 12 này, đây là cô Đào Châu Ngân này, còn cô Tiên này đó dạy những cái này. Thì từ cái danh sách tổng như thế này này, tôi đưa cái danh sách ra được như thế này đó, thầy các thầy thấy chưa. Rồi nhưng mà ở đây tôi không có muốn đưa ra như thế này, tôi bỏ đi nha, tôi không muốn đưa ra như thế này. Thì ở đây tôi muốn đưa thằng này vào nó một cái dictionary, nó là một cái gì đó, cái khuôn, thì tôi bỏ vô trong đây, bỏ trong đây, đưa nó vào. Cái này tôi không cần thiết nữa, dục cái này đi. Rồi thì bây giờ sau không cần thiết nữa, thì ở chỗ này này các thầy cô, tôi cũng không cần thiết nữa, tôi bỏ nó đi ha. Ở chỗ này này tôi chỉ cần gọi nó ra thôi, khuôn, khuôn ra, khuôn gọi nó ra nha, khuôn mua tu nhập duy nhất. Ở đây là tôi bỏ là M2 này, thật thật cô thấy này. Đó tôi chạy chỗ này này, rồi nó ra cho tôi như vậy này, được chưa. Rồi sau khi ra được như vậy xong, các thầy cô coi để ý nha, sau khi ra như vậy xong thì bây giờ các thầy cô muốn đưa vào phong môn này ha, đưa vào phong môn. Thì ở đây là cái chỗ này là mình đưa vào phong môn nha, chỗ này là mình đưa vào phong môn. Rồi đó tôi cho thầy cô bung đàn cái này cho mình thấy, chạy thử nha. Rồi bây giờ chỗ này tôi đưa ra phong môn này, các thầy cô tôi đưa vào phong môn nha, tôi đưa vào phong môn.
Thì đầu tiên á là tôi sẽ lấy cái môn á đầu tiên nha, tôi đưa phân môn nha. Thì đầu tiên á, tôi phải lấy cái môn từ cái AR này đó, từ cái môn từ AR này và duy nhất của khối 6. Thì ở đây á, tôi muốn lấy phân môn á, đầu tiên ha, đầu tiên là anh chị có các thầy cô thấy nha, tôi sẽ tạo một cái dictionary của phân môn ha, và dictionary của môn nha. Và ở đây AR môn, các thầy cô khoan hãy quan tâm chỗ này nha, các thầy cô khoan hãy quan tâm chỗ này. Và ở đây là K1 là biến của cái số dòng. Rồi các thầy cô khoan quan tâm nè, vị trí là tôi cần là bung ra là tại vị trí thứ tư. Đầu tiên là vị trí thứ tư nha thầy cô, vị trí tôi cần bung ra là vị trí thứ tư này đó, vị trí cần bung là vị trí thứ tư nha. Thì chỗ này đã thôi, đầu tiên là tôi đem khối này đó, khối bằng bao nhiêu á, ví dụ mình cho từ khối 1 cho tới khối bao nhiêu ta, từ khối 1 tới khối 16 à, khối 12. Thì cái AR đích của tôi là cái vùng này, các thầy cô cái vùng này này nó khả năng nó thay đổi liên luôn luôn men, nên là mỗi lần tôi phải redeem mới lại. Redeem mới lại. Redeem mới lại ha, AR đích này ha. Và tương tự như AR môn môn của lớp 10 nó khác với môn lớp 11 và khác lớp môn lớp 12 mình cũng cũng redeem mới lại. Lớp cũng vậy, số lớp cũng vậy, số lớp cũng redeem mới lại. Thì ở chỗ này là các thầy cô, ở chỗ này nha. Thì ở đây mình set đích môn trước. Ok không? Rồi, ở đây là mình chạy từ khối 6 tới khối 12, giả sử lúc đầu là chạy từ khối 6 thôi. Thì khi mà khối 6 thì K1 bằng 1, K2 cũng bằng 1 luôn, số dòng và số cột á. Thì đầu tiên á là chạy từ 1 cho tới danh sách môn. Nếu mà cái thằng nào mà đúng khối 6 á, và thằng nào mà đúng khối 6 á, thằng nào mà đúng khối 6 này, thằng nào mà đúng khối 6 á, và nó có là môn duy nhất á, thì mình lấy cái môn duy nhất ra thôi. Ví dụ môn toán khối 6 là mình chỉ lấy một thằng thôi ha. Và môn hóa, môn lý, môn gì đó thì ở chỗ này là mình sẽ lấy là cái môn trước. Ở cái chỗ này lấy môn trước này. Và sau khi các thầy cô lấy môn xong á, các thầy cô sẽ lấy môn xong, chỗ này mình lấy môn xong này các thầy cô. Ở đây mình sẽ lấy môn xong này. Ở đây là tôi thử nha, tôi thử này, tôi bỏ này tôi. A là môn chưa ta? Khối A là môn ha. Tôi thử khoan, tôi thử bỏ này trước, chạy tới chỗ này cho các thầy cô xem nha. Thì khi mà tôi chạy á, thì xóa này, đó F8 này thì nó sẽ ra cho mình là rồi, chỗ này bỏ. Chạy. Thì khi mà mình chạy á, nó sẽ ra cho mình là môn toán này, đó, môn toán trước. Được chưa? Môn toán khối 6 này các thầy cô, khối 6 này. Và cái ở đây là cái số tiết tôi chưa có đưa vô à, số tiết tôi chưa đưa vô nha. Rồi sau khi mình ở khúc này là mình ra được cái gì ta, ở chỗ khúc này là mình sẽ ra được cái môn rồi, còn khúc này á, là mình sẽ ra được cái lớp này các thầy cô đó. Nếu mà thằng môn mà thằng lớp này là chưa có à, ví dụ ở đây này thằng lớp này này, thằng lớp này chưa có ha, thằng lớp nó chưa có thì mình đưa nó lớp nó vô. Ok, thì khi khi mà lớp chưa có mình đưa lớp vô nha thầy cô. Thì khi mà chạy xong á, khi mà chạy xong á thì nó sẽ đưa cho mình cái lớp này, nó đưa cho mình cái lớp vô đây. Rồi cái lớp AR khối khối lớp ha, 7 môn rồi. Rồi ok, để tôi đưa cái lớp lên chỗ đây cho các cô thấy nhé. Ít cần ít này ha, tôi đưa cái lớp cho chỗ đây cho các cô thấy. Rồi thử nha. Rồi ví dụ tôi đưa cái lớp nha, khi mà mình bung ra thì cái lớp nó sể cho mình ra chỗ này nè, các thầy cô chạy thì cái lớp nó ra như vậy này, đó lớp ra trên này. Được chưa? Ở đây mới có lớp 631 thôi. Được chưa các thầy cô? Rồi khi mà có lớp 631 xong rồi, mình có toán và lớp 631 này các thầy cô. Thì ở đây mình sẽ có toán nha, 631. Thì ở đây mình sẽ duyệt này các thầy cô, môn toán này. Môn toán này, môn toán này của 631 này thì nó sẽ bốc cho mình là Đào Châu Ngân. Ha, Đào Nguyễn Châu Ngân. Thì chỗ này các thầy cô sẽ theo chạy nha. Ở đây mình coi nè, đầu tiên là nó sẽ cho mình là 631 khối 6 nha, khối 6. Ở đây là 631 này. À, môn toán này, môn toán là dòng thứ nhất ha, 631 là cột thứ nhất. Thì ở đây á, nó sẽ tương đương như lấy là tại dòng 1 cột 1 ha, tại dòng này cột này. Được chưa? Nó là 631 là nó sẽ lấy cái thông tin của giáo viên đó, thông tin của giáo viên đó. Thì khi mà chạy xong á, khi mà chạy xong cái chỗ này này thì nó sẽ ra cho mình là cái danh sách của 631. Đó, danh sách 631 là 8 ha, 8 danh sách 631. Thì khi mà ra danh sách của 631, đây đây là danh sách của 631 với số của khối 6. Và sau khi làm xong ở đây á, cái vị sau khi mình định dạng xong rồi thôi, định dạng xong rồi ha, thì cái vị trí của mình á, lúc đầu bằng 4 thì nó sẽ cộng thêm k dòng nữa, là chỗ này là có 18 dòng thì nó cộng thêm k dòng nữa. Được chưa? Là 18 dòng cộng thêm k dòng nữa, và nó cộng thêm vài dòng nữa để cách xa xa đó, ví dụ cộng thêm 4 dòng nữa cách xa xa ra. Và sau khi chạy xong cái bài này á, thì nó sẽ ra cho mình tất tần tật mọi thứ từ A tới Z. À, chạy thử nha.
Thì ở đây là các thầy cô nào mà rành về cái lập trình VBA á, thì các thầy cô sẽ làm được. Ok, chạy thử này thì nó sẽ ra cho mình là khối 6 các bạn có đăng. Và tôi thấy cái phần này ứng dụng cực rất là nhiều anh chị và các thầy cô, nó sẽ làm rất là nhiều thứ mà mình cần thiết đó. Xóa hết này ha. Ở đây mình nhấn cái giáo viên này, mình chạy này. Ở đây mình xóa luôn. Ở đây là mình chỉ nháp thôi các thầy cô, mình nháp thôi, sau khi mình nháp xong mình dục nó đi. À, mình ranh cái này ha. Thì ở đây á, từ cái chỗ này nó bung ra chỗ này này, bung ra chỗ này. Thì ở đây tôi xóa lại đi ha, tôi không còn bung ra, nó bung ra nó hơi ở chỗ nào ta, trên này. Một thằng trên này xóa rồi. À, thì chỗ này mình không còn bung ra nữa, mình xóa hàng này đi. À, mình xóa hàng này đi. Đó, hàng này là để mình bung ra để mình kiểm tra thôi các thầy cô. Thì đầu tiên á, tôi nhắc lại, đầu tiên là mình lọc, mình lấy khối duy nhất. Đó, khối duy nhất này. Và thứ hai nữa là lọc giáo viên nào, dạy môn gì, lớp nào. Đó, lọc giáo viên này, lớp này, môn này. Giáo viên nào, dạy môn gì. Thì lọc ra danh sách duy nhất giáo viên nào, dạy lớp nào, dạy môn nào. Và sau khi lọc ra danh sách duy nhất giáo viên nào, dạy môn nào, thì là đầu tiên là lớp à, cho các thầy cô thấy để xem code. Và cái thứ hai là tôi còn lọc ra giáo viên nào, giáo viên nào nha, giáo viên nào của môn nào, dạy lớp nào. À, ở đây á, nó hơi rộng, tôi cho nhỏ lại đi xíu cho các thầy cô dễ thấy nha. Option ở đây cho nó 12 thôi. Thì ở đây này, giáo viên nào, à, giáo viên nào dạy lớp nào, được chưa, dạy lớp nào. Ở đây là tôi tách cái từ cái khối này, tôi tách ra cái lớp, à, lớp nào, giáo viên nào, và tôi đưa vô cái thằng dictionary, được chưa, ít đi dictionary. Đó, giáo viên nào dạy lớp nào của khối nào. Thì ở đây là code của mình nó ngắn gọn vậy thôi ha, tôi đỡ nó gọn lại. Đó, thì giáo viên nào dạy lớp nào của khối nào nha các anh chị, các thầy cô. Đó, đây submit. Đó, ok, như vậy là ok, các thầy cô thấy rõ rồi đó. Còn ở trên là khai báo, các thầy cô tự khai nha. Còn đây đã khai báo này. Dưới cái nét này là được rồi các thầy cô. Đó, giáo viên nào dạy lớp nào của khối nào nha các thầy cô. Đó, để đưa cái này lên tiếp cho nó gọn đi ha. Phải đưa này đi. Đó, để các thầy cô phải về cuối luôn ha. Rồi, đó, giáo viên nào dạy khối nào của lớp nào. Đây này, giáo viên nào này, giáo viên nào dạy khối nào này, của lớp nào này. Được chưa, thì đây là cái lọc ra khối và lớp. Và sau đó mình đưa vào bảng phân công. Đây là đưa vào bảng phân công. Đây là đưa vào bảng phân công. Mình call hai cái thằng duy nhất ra. Và sau đó mình đưa vào bảng phân công. Đây là bảng phân công này. Đó, đây là bảng phân công. Thì ở đây á, đầu tiên á, là mình đưa cái bảng phân công này á, mình sẽ đưa từ khối 6 tới khối 12. Thì từ khối 6 tới khối 12 thì mình cho nó 22, 5, 4, hết đáp rồi. Tôi cho 3 cột. À, là lớp cũng là ở đây 20 lớp, 20, một lớp là chừng 20 khối. À, một khối chừng 20 lớp đấy, các thầy cô. Đích cũng vậy, tương đương như vậy ha. Thì ở đây A rồi đích, ở đây 20 đi ha, cho nó khớp luôn. Rồi, sau khi mình làm xong á, mình đưa ra số môn này. Đây là đưa ra số môn này. Và đây là mình đưa ra gì ta, đưa ra số lớp này, đưa ra cái khối này, khối lớp á, đưa ra khối. À, đây này, và cái đây là mình đưa ra kết quả. À, đây là đưa ra kết quả. À, đây là đưa ra kết quả nha các thầy cô. Thì ở đây á, ở đây mình đưa ra cái đầu tiên nha, mình đưa ra cái môn trước. À, mình đưa ra cái môn trước này. Và sau đó mình đưa ra cái gì ta, cái khối. À, cái khối. Và cuối cùng là mình sẽ đưa vào kết quả. Được chưa? Rồi, ở đây là số tiết này là tôi chưa có đưa vào vì tôi chưa biết số tiết là bao nhiêu. Có số tiết đưa vào cũng dễ lắm các thầy cô. Ví dụ môn toán bao nhiêu tiết đó, thì có sẵn rồi mình chỉ đưa vào thôi. Thì ở đây tôi làm lại nha. Cái này là bình thường nó trống, nó chả có gì hết, nó không có gì hết nha các thầy cô, nó trống trơn này. Và từ cái bảng phân công này mình sẽ đưa ra tất tần tật mọi thứ, mình sẽ đưa ra tất tần tật mọi thứ nha các thầy cô. Mình sẽ đưa ra tất tần tật mọi thứ bên kia. Và dựa vào theo cái khối lớp này. À, khối lớp này ha, các thầy cô sẽ áp dụng ha, chạy thử này ha. Run một cái này. Thì khi mình run một cái thì bên cái bảng phân công nó sẽ ra cho mình từ A tới Z mọi thứ. Được chưa? Rồi, các thầy cô mà muốn sắp xếp cái này, cứ muốn sắp xếp cái theo cái môn này theo cái yêu cầu của thầy cô thì các thầy cô có thể lập ra danh sách sắp xếp, tôi sẽ hướng dẫn cho các thầy cô sắp xếp. Được chưa? Không vấn đề gì, cái đó là nó là vấn đề phụ thôi. Rồi, chúc các thầy cô làm bài tốt nha. Chào các thầy cô.